xem tử vi cho người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 về nữ mạng trong năm Kỷ Hợi 2019 để biết tổng quan về đường công danh, sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe. Tổng quan cho tuổi Bính Thìn về nữ mạng trong năm 2019. Sao chiếu mệnh là sao Thái Bạch. Thái Bạch là sao xấu. Nếu bị sao này chiếu mệnh thì trong việc kinh doanh nên cẩn thận bởi có tiểu nhân quấy phá dẫn đến hao tổn về tiền của. Về vận hạn Thiên La. Hạn Thiên La chủ về sức khỏe và tâm lý. Người gặp hạn Thiên La là đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ khiến cho các chuyện nhỏ hóa lớn dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân hoặc ly dị. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Về vận niên là Mã trúng đao, là cảnh ngộ ngựa, chiến bị thương. Nếu gặp vận này mà không biết kiềm chế thì gặp thất bại, tổn thất là mũ nón che tai. Không nên cạnh tranh với ai, việc mình làm không nên xuất hành đi xa, kỵ sông nước cầu phà. Về công việc kinh doanh nên giữ nguyên như trước, hạn chế đầu tư về tiền bạc vào lĩnh vực mới. Về cuối năm mọi chuyện sẽ tốt hơn. Về mạng là mạng thổ, gặp năm mộc là tương khắc xấu. Địa chi tuổi Thìn gặp năm Hợi là bình thường. Về thiên can tuổi Bính gặp năm Kỷ là bình thường. Về nữ mệnh Bính Thìn bước sang năm tới sẽ gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao này là một hung tinh trong hệ thống chính sao lưu động hàng năm. Sách có viết khi gặp sao này thường bất hạnh nên nhiều phương diện hao tổn tiền bạc, dễ bị thương tích hoặc đau yếu, dây dưa đến kiện tụng pháp lý pháp luật. Cần đặc biệt đề phòng vào các tháng 2 và tháng 5, tháng 8 âm lịch. Thực tế đã chứng minh nhiều trường hợp gặp sao chiếu mệnh bất lợi nhưng cung hạn trên lá số tử vi hội nhiều cát tinh và vẫn có nhiều triển vọng phát triển. Về nữ mệnh Bính Thìn bước sang năm tới, cung hạn trên lá số tử vi dịch chuyển và gặp các sao sau đây: Thanh Long, Lưu Hà, Nguyệt Đức, Đào Hoa, Thiên Việt, Thiên Khôi, Long Đức, Hồng Loan, Thiên Hỷ, Phục Binh, Phi Liêm, Kiếp Sát, Lộc Tồn, Thiên Can, Thiên Hỷ, Thiếu Dương. Một là về sức khỏe năm 2019 của người tuổi Bính Thìn về nữ mạng, tử vi 12 con giáp năm 2019. Về phương diện sức khỏe nữ mệnh của tuổi Bính Thìn cần phải đề phòng về máu huyết, tiêu biểu là các bệnh do côn trùng vật chủ lây lan truyền nhiễm như sốt xuất huyết hoặc sốt rét hoặc huyết áp tim mạch. Nhiều người trong năm tới có khả năng sẽ tiến hành phẫu thuật về thẩm mỹ. Bên cạnh bệnh tật, nữ mệnh Bính Thìn trong năm tới dễ bị thương tích, tai nạn lửa điện hoặc tai nạn sông nước. Hai là về gia đạo và tình duyên trong năm 2019 của tuổi Bính Thìn về nữ mạng. Bước sang năm 2019, gia đạo của nữ mệnh tuổi Bính Thìn rất hòa thuận, cuộc sống nhiều niềm vui. Trong gia đình thì con cháu thành đạt, giỏi giang, học hành ngày càng tiến tới. Trong họ hàng có tuổi này thường có nhiều niềm vui, hỷ sự, nhiều thanh niên tổ chức hôn lễ và có niềm vui sinh con cháu, tăng thêm nhân khẩu hoặc phúc đức thịnh vượng. Nhiều người còn có cơ hội đi du lịch ở nhiều nơi, cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc. Ba là về sự nghiệp tài chính trong năm 2019 của người tuổi Bính Thìn về nữ mạng. Khi bước sang năm 2019, về nữ mệnh Bính Thìn sẽ gặp hanh thông, đặc biệt về tài vận. Nhiều người được thưởng tiền, được của cải thiện, chế đãi ngộ, tăng lương. Những người làm kinh doanh gặp dịp may, đầu tư có hiệu quả và thu được lợi nhuận rất cao. Họ tạo nên những bước đột phá thay đổi căn bản cục diện so với thời kỳ trước đó. Không những thế, nhiều người còn có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc hoặc là của cải. Trong công việc thường có cơ hội thăng tiến do cấp trên thưởng bối cân nhắc đỡ đầu và có cơ hội thăng chức hoặc làm quản lý. Những người kinh doanh trong năm mới thường được đông đảo khách hàng ủng hộ. Về niềm tin đối với các đối tác được nâng cao, việc cạnh tranh thương mại luôn giành được ưu thế và thắng lợi. Do điều kiện công việc nên nhiều người thường di chuyển bằng máy bay và có cơ hội xuất ngoại. Công việc trong năm hanh thông suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến mau lẹ như rồng vẫy vùng trốn biển khơi. Về tiền đồ rất rộng mở. 4 là sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2019 của người tuổi Bính Thìn về nữ mạng. Nữ mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 là 44 tuổi, sao Thái Bạch chiếu mệnh.
Sao Thái Bạch chiếu mệnh là sao xấu, nếu bị sao này chiếu mệnh thì trong việc kinh doanh nên cẩn thận bởi có tiểu nhân quấy phá dẫn đến hao tài tốn của. Cách cúng sao Thái Bạch là vào ngày rằm hàng tháng thì làm lễ cúng vào lúc 19 giờ đến 21 giờ, thắp 8 ngọn đèn và lạy 8 lạy về hướng Tây. Khi cúng thì bài vị có màu trắng viết Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân. Tuổi Bính Thìn nữ mạng trong năm 2019 gặp hạn Thiên La. Hạn Thiên La chủ về sức khỏe và tâm lý. Người gặp hạn Thiên La phải cần phải đề phòng tình cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ khiến cho mọi chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn đến cảnh vợ chồng xa cách ly thân hoặc ly dị. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Năm là tuổi Sông Đất năm 2019 của người tuổi Bính Thìn nữ mạng. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người Sông Đất nên chọn người có thiên can địa chi ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời, thiên can địa chi ngũ hành của năm 2019 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây sẽ phù hợp với gia chủ để Sông Đất vào đầu năm mới. Các tuổi Sông Đất tốt với gia chủ tuổi Bính Thìn trong năm Kỷ Hợi 2019 là Mậu Tý 1948 tốt, Đinh Dậu 1957 khá, Kỷ Mùi 1979 khá, Đinh Mão 1987 khá, Giáp Thìn 1964 khá, Bính Thân 1956 khá, Mậu Ngọ 1978 khá, Bính Dần 1986 khá, Kỷ Sửu 1949 khá, Giáp Tý 1984 khá. Với các tuổi Sông Đất xấu với gia chủ tuổi Bính Thìn năm Kỷ Hợi 2019 là Tân Sửu 1961 xấu, Nhâm Thìn 1952 xấu, Canh Thìn 1940 xấu, Mậu Thân 1968 xấu, Ất Sửu 1958 xấu, Mậu Dần 1998 xấu, Quý Mùi 1943 xấu, Nhâm Ngọ 1942 xấu, Canh Dần 1950 xấu, Đinh Hợi 1947 xấu. Về phần 6 là diễn biến từng tháng tuổi Bính Thìn về nữ mạng trong năm 2019. Về tháng Giêng, đầu năm vui xuân cùng gia đình, tuy nhiên tình cảm vợ chồng không tốt lắm. Về tháng 2, tiền bạc có sự hao tán, chú ý đường ăn uống và dạ dày kém. Về tháng 3 là có tin vui trong gia đình, tuy nhiên chú ý công việc làm ăn. Về tháng 4 là xuất hành đi xa thì chú ý xe cộ, lời ăn tiếng nói phải cẩn thận. Về tháng 5 là có sự đầu tư tiền bạc và công việc làm ăn và buôn bán. Tháng 6 là trong nhà có chuyện buồn, đưa tới chú ý sức khỏe và bệnh tật, nhức mỏi. Về tháng 7 là có quý nhân giúp đỡ trong công việc, tuy nhiên chú ý mất mát của cải. Về tháng 8 là tiền bạc tiêu pha nhiều, công việc làm ăn có người phá hoại. Về tháng 9 là có tin vui trong gia đình hay có hỷ tín hoặc cưới xin trong họ hàng. Về tháng 10 là có sự sửa sang lại nhà cửa hay mua sắm hoặc thay đổi công việc hoặc chỗ ở. Tháng 11 là không nên đi xa hoặc ký kết hợp đồng liên quan đến giấy tờ. Tháng 12 là công việc làm ăn không được tốt và có nhiều sự buồn phiền. Về phần 2 là nhờ trời chấm số đỏ, ba con giáp này sẽ ngồi trên đống tiền, đống vàng chất như núi trong 8 ngày tới. Một là người tuổi Dậu. Dậu là con giáp may mắn hốt vàng hốt bạc của thiên hạ. Trong tháng 3, tuy gặp phải nhiều thử thách và khó khăn trong công việc, nhưng bạn cũng vượt qua nhanh chóng. Nhờ vậy mà bạn nhận được nhiều tài lộc do trời ban cho sự chăm chỉ của mình. Trong công việc, bạn có nhiều bước tiến, nhận được nhiều cơ hội thăng tiến. Trong chuyện tình duyên, bạn gặp được đúng một nửa của mình và cả hai sẽ có mối tình lâu dài. Năm Kỷ Hợi này, Dậu là con giáp trong danh sách được thần Phật chiếu mệnh. Mọi chuyện xấu đều có thể hóa giải nhẹ nhàng. Điều này khiến cho tâm trạng của bạn cũng thoải mái hơn. Những xích mích trong gia đình cũng được hóa giải. Bạn và người thân hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Việc không hay trước đó đều cho qua một cách êm đẹp. Hai là người tuổi Mão. Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn ngoan, thông minh và sống rất tình cảm. Cuộc đời của họ luôn bình yên, êm đềm, ít khi gặp phải bất trắc. Vậy nên từ thuở độc thân cho đến khi có gia đình, Mão luôn đầy đủ sung túc, chưa bao giờ thiếu tiền. Năm Kỷ Hợi 2019, nhờ vận thế tam hợp nên Mão sẽ thu được bộn tiền, ăn nên làm ra. Đặc biệt trong tháng Giêng, thần tài sẽ phù hộ độ trì cho con giáp này, làm một hưởng mười, ngồi chơi hốt bạc,
Từ đây Mão đã giàu, lại càng giàu sang và sung túc và an nhàn. Ba là người tuổi Tý. Tý là một con giáp có cá tính khôn ngoan và có chí tiến thủ. Nếu người khác dễ hài lòng với những gì mình đang có thì Tý luôn tham vọng và chinh phục những đỉnh cao mới, nỗ lực hoàn thiện chính mình. Nhờ thế con giáp này gặt hái được rất nhiều thành công đáng nể cho mọi giới tuổi trẻ. Trong năm 2019, đặc biệt là 8 ngày tới đây, Tý liên tiếp gặp vận may tài lộc giúp họ không chỉ cải thiện thu nhập mà còn một bước vươn lên làm đại gia nữa. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất, nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất.